One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất thế giới trên Amazon. Chất âm 2 chuẩn 2DS, nhịp bass sống động với màng loa kích thước 50mm, thích hợp để nghe nhạc và xem phim. One Audio Pro 10 là tai nghe có dây siêu bền với phần dây dễ dàng thay thế. Đệm tai êm ái mang lại cảm giác đeo thoải mái, dành riêng cho người xem hiểu rõ trong 5 phút khi các bạn bấm vào đường link bên dưới, giá chỉ còn 590.000. Xin chào các bạn. Tình hình Iran đang rung chuyển sau khi hai quả bom liên tiếp phát nổ tại đám đông đang thăm viếng mộ tướng Qasem Soleimani. Tròn 4 năm ông này bị Lầu Năm Góc sát hại. Hãng thông tấn Iran IRNA cho biết số người thiệt mạng đã tăng lên 103 người sau cái chết của những người bị thương trong vụ nổ khủng bố. IRNA bổ sung rằng 141 người khác đã bị thương trong các vụ đánh bom. Trong số đó, một số người rơi vào tình trạng nguy kịch. Vụ đánh bom xảy ra gần nhà thờ Hồi giáo Sahen Anjaman ở Kerman, nơi chôn cất tướng Soleimani. Trong lúc người dân tập trung kỷ niệm 4 năm ngày ông bị sát hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ ngay bên ngoài sân bay Baghdad. Các nguồn tin hiện trường cho biết hai túi đựng bom đã phát nổ và thủ phạm có vẻ đã kích nổ bom từ xa. ISNA dẫn lời thị trưởng Kerman, ông Saed Tabrizi, cho biết các quả bom phát nổ cách nhau 10 phút. Chúng tôi đi về phía nghĩa trang thì một chiếc ô tô đột ngột dừng lại phía sau và thùng rác chứa bom phát nổ. Nhân chứng kể với ISNA, chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng nổ rồi thấy người dân đổ rạp. Trong thùng rác có một quả bom. Iran đã công khai quy trách nhiệm cho Israel và Mỹ về vụ nổ kép khiến cho hàng trăm người thương vong. Dù rằng Mỹ đã bác bỏ những gợi ý cho rằng nước này hoặc đồng minh Israel có liên quan, trong khi Israel từ chối bình luận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói, Mỹ không liên quan dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không có lý do gì để tin rằng Israel có liên quan vụ nổ này. Tuy nhiên, Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Iran phụ trách chính trị Mohammad Jamshidi viết trên mạng xã hội X, Washington nói rằng Mỹ và Israel không có vai trò gì trong vụ tấn công khủng bố ở Kerman, Iran. Thật sao? Trách nhiệm về tội ác này thuộc về Mỹ và Israel, còn khủng bố chỉ là một công cụ. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei cũng đổ lỗi cho những kẻ thù sâu xa của Iran về vụ tấn công và thề sẽ phản ứng quyết liệt. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã lên án tội ác ghê tởm này, đồng thời hủy chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong ngày 4 tháng 1 khi Iran tổ chức quốc tang. Vụ đánh bom xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông do chiến sự ở dải Gaza. Một ngày trước đó, Saleh al-Aruri, phó thủ lĩnh Hamas tại Gaza và là đồng minh của Iran cũng bị sát hại trong một cuộc tấn công bằng UAV vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, thủ đô Liban. Các quan chức Liban đổ lỗi cho Israel, trong khi Tel Aviv không phủ nhận hoặc xác nhận sự việc. Trong khi đó, 4 năm trước, tướng Soleimani từng đứng đầu lực lượng Quds, đơn vị hoạt động nước ngoài của quân đoàn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, chuyên giám sát hoạt động quân sự trên khắp Trung Đông. Nhân vật này được nhiều người Iran và Trung Đông coi là anh hùng vì có vai trò trong việc đánh bại nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở cả Iraq và Syria. Ông từng được lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố là liệt sĩ sống. Vào những ngày sau khi vị tướng qua đời, trước khi diễn ra đám tang của ông ở Kerman, hàng triệu người đã đến thường tiếc ông, qua đó thể hiện sự đoàn kết dân tộc. Khảo sát được Iran Poll và Đại học Maryland công bố vào năm 2018 cho thấy tỷ lệ tín nhiệm của tướng Soleimani ở Iran là 83%, cao hơn cả tổng thống lúc đó là Hassan Rouhani và ngoại trưởng khi đó là Mohammad Javad Zarif. Trong mắt nhiều người Iran, sức mạnh quân sự và chiến lược của tướng Soleimani là điều giúp ngăn chặn sự tàn rã của các nước láng giềng như Afghanistan cũng như Syria hoặc Iraq. Ở chiều ngược lại, Mỹ và đồng minh từ lâu đã coi ông Soleimani là đối thủ nguy hiểm và là một trong những mục tiêu hàng đầu. Dù vậy, việc Mỹ ám sát tướng Soleimani cùng động thái trả đũa của Iran bằng cách tấn công hai căn cứ quân sự ở Iraq có quân đội Mỹ đồn trú, từng đẩy hai nước tiến sát tới xung đột toàn diện vào năm 2020. Và cho đến cuối năm 2023, đầu năm 2024, sau 4 năm tình hình Mỹ và Iran cực kỳ căng thẳng, hôm 25 tháng 12, tướng Razi Mousavi, một chỉ huy cấp cao của vệ binh cách mạng Iran, đã tiếp tục thiệt mạng trong cuộc không kích được cho là của Israel nhắm vào Syria. Điều chú ý là ông Mousavi là cộng sự thân cận của tướng Qasem Soleimani, người chỉ huy lực lượng đặc nhiệm tình nhuệ quốc từ cuối năm 1990 cho đến khi thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ vào năm 2020. Sau vụ thiệt mạng của tướng Mousavi, vệ binh cách mạng Iran thề rằng Israel sẽ phải trả giá. Người phát ngôn vệ binh cách mạng Iran Ramezan Sharif ngày 27 tháng 12 cảnh báo, sự đáp trả của chúng tôi với vụ ám sát tướng Mousavi
sẽ là sự kết hợp giữa hành động trực tiếp và các hành động khác do trục kháng chiến lãnh đạo. Ông Sharif cho rằng Israel tìm cách sát hại tướng Mousavi do thất bại trong cuộc chiến với Hamas, khi mà Tel Aviv dường như đang bị cuốn vào một cuộc chiến tiểu hào cực kỳ bất lợi ở dải Gaza. Không những vậy, nhiều khu vực khác ở Trung Đông cũng đang trở thành điểm nóng với cả Israel và Mỹ. Các chuyên gia cho biết, Iran dẫn dắt nhiều nhóm vũ trang hình thành trục kháng chiến ở Trung Đông với mục tiêu chính là chống lại ảnh hưởng của Israel và phương Tây ở Trung Đông. Một nhóm vũ trang trong trục kháng chiến này đang xung đột với Israel nhằm ủng hộ lực lượng Hamas ở dải Gaza. Một số khác đang tích cực tấn công, tập kích vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria, Iraq. Trong khi ở phía Nam, Houthi, một lực lượng Hồi giáo kháng chiến có quan hệ mật thiết với Iran ở Yemen, cũng đang trở thành nỗi đau đầu thực sự với Mỹ và phương Tây. Ngày 19 tháng 11, Houthi đã phát động một trong những hành động táo bạo nhất cho đến nay của lực lượng này. Các chiến binh Houthi đã đu dây từ trực thăng và chiếm quyền kiểm soát tàu Galaxy Leader của Israel đang đi qua Biển Đỏ. Từ đó tới nay, lực lượng này đã tấn công hàng trăm tàu đi qua bờ biển Bab al-Mandeb, lối đi dẫn vào Biển Đỏ và xa hơn là tới kênh đảo Suez, theo số liệu từ Lầu Năm Góc. Tuy chưa gây thương vong lớn, nhưng các cuộc tấn công này đã tạo ra tác động lớn đối với thương mại toàn cầu. Nhiều công ty vận tải biển đã ngừng đưa tàu qua Biển Đỏ và chọn đi vòng quanh mũi phía Nam châu Phi, tiến hành hành trình bị kéo dài thêm khoảng 9 ngày và làm tăng ít nhất là 15% chi phí, khoảng 12% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển và 8% lượng khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua eo biển Bab al-Mandeb, chủ yếu hướng tới châu Âu. Các mặt hàng khác như ngũ cốc, dầu cọ và hàng công nghiệp cũng chịu ảnh hưởng. Để đối phó với tình trạng này, Mỹ đã lập liên minh 20 quốc gia tuần tra chung trên Biển Đỏ để ngăn chặn các vụ tấn công của Houthi. Trong khi các quan chức Mỹ cũng cảnh báo, họ không loại trừ khả năng hành động quân sự đối với Houthi. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, bài toán Houthi là rất khó giải với Mỹ khi mà ngoài việc không kích đáp trả, Washington khó lòng đưa quân đổ bộ vào Yemen để chiến đấu trực tiếp trong một cuộc chiến bất định với lực lượng bản địa Houthi. Ở chiều ngược lại, sự xuất hiện của Liên minh 20 nước do Mỹ dẫn dắt dường như không ngăn cản được Houthi. Các nhân vật cấp cao của lực lượng này từng tuyên bố sẵn sàng đối đầu với bất kỳ liên minh nào do Mỹ thành lập tại Biển Đỏ. Một người phát ngôn khác của Houthi nói với hãng tin Reuters rằng họ sẽ tiếp tục nhắm vào các tàu của Israel hoặc đang hướng tới Israel cho đến khi cuộc bao vây ở dải Gaza kết thúc. Trong một diễn biến mới nhất, trước các đe dọa của Mỹ và đồng minh, ngày 3 tháng 1, lực lượng Houthi tuyên bố đã thực hiện cuộc tấn công vào một tàu chở hàng của hãng vận chuyển CMA-CGM của Pháp ở Biển Đỏ để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở dải Gaza. Ngày 3 tháng 1, phát biểu tại cuộc họp chính thức đầu tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2024, một thành viên kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động để ngăn chặn Houthi thực hiện các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái trên Biển Đỏ. Tuy nhiên, cơ quan này không đưa ra quyết định chính thức nào trong phiên họp mở trước khi tiến hành thẩm vấn kín. Trong phiên họp, các đại diện của Mỹ, Anh và Israel cáo buộc Iran hỗ trợ Houthi tấn công, nhưng Tehran phủ nhận. Hiện Biển Đỏ đang trở thành một chiến trường cực nóng. Hàng chục tàu chiến đang có mặt tại vùng biển khá kín này. Đáng chú ý nhất là việc Mỹ cũng đã điều động tàu sân bay USS Eisenhower tới khu vực. Trong khi đó, Anh cũng đã phái tàu khu trục SMS Diamond đến Biển Đỏ để tăng cường cho lực lượng bảo vệ hàng hải. Ở chiều ngược lại, Iran cũng đã cử tàu chiến của mình tới đây. Hãng tin Iran Tasnim cho biết, tàu khu trục Anbos của Iran đã tiến vào Biển Đỏ bằng cách đi qua Bab al-Mandeb, nơi lực lượng Houthi chấn giữ. Tuyến đường thủy ở mũi phía nam của Biển Đỏ nối với vịnh Aden ở Ấn Độ Dương. Bản tin của Tasnim không nêu lý do cụ thể tàu Anbos được triển khai tới Biển Đỏ, nhưng cũng chỉ ra rằng các tàu quân sự của Iran đã hoạt động trong khu vực này từ lâu để đảm bảo an toàn cho các tuyến đường vận chuyển, đẩy lùi cướp biển và các mục đích khác. Như vậy, cuộc chiến dữ dội ở Gaza trong hơn 2 tháng qua làm dấy lên lo ngại xung đột có thể vượt ngoài tầm kiểm soát, lan tới khu vực Trung Đông. Thủ tướng Israel Netanyahu cũng phát đi cảnh báo trực tiếp tới Iran, quốc gia được xem là hậu thuẫn cho Hamas và cả nhóm Hezbollah ở Liban, lực lượng đã pháo kích ăn miếng trả miếng với Israel thời gian qua. Ông cũng nói về tầm quan trọng của một liên minh quốc tế nhằm ngăn chặn mối đe dọa của nhóm Houthi ở Yemen đối với các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ. Nhà lãnh đạo Israel đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn Iran sản xuất vũ khí hạt nhân. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.